Thank you.
Đây là bên trong homestay. Đó. Một phòng có một giường ngủ. Đây là nhà tắm. Bồn lavabo. Tủ quần áo, tivi, rèm, quạt, điều hòa. Một cái giường này thì nằm được 2 người. Đây là cái bàn hơi bừa bộn tí. Đó. Nói chung là một đêm ở Đồ Sơn này chỉ cần này là cũng đủ rồi. Một đêm thì cần vậy thôi. Mai lại lên đường về nước. Ngoài ra thì trong phòng có thể thay đổi màu đèn. Đây là màu lạnh và màu mát. Đây là cái đèn ngủ. Đó. Phòng cũng khá là rộng rãi, khá là thoải mái. Bẩn vãi. Rác kìa. Thank you.
Giờ lại phải quay lại ra Hà Nội để lấy vé, à nhầm, lấy xe. Chuyến đi mặc dù là lúc về là di chuyển bằng ô tô nhưng mà kết thúc chuyến đi vẫn là tại ga Hà Nội. Bởi vì là sáng hôm qua mình gửi xe ở ga Hà Nội cho nên là bây giờ mình lại phải bắt xe ôm về ga Hà Nội để mình lấy xe. Kết thúc chặng 2 và cũng kết thúc hành trình kết chặng lần này. Tuy là chỉ 2 chặng thôi. Nhưng mà hy vọng là hè sắp tới này có thể sẽ có một hành trình kết chặng với nhiều chặng hơn. 2 chặng lần này đều là Hà Nội Hải Phòng. Và ở đây thì mình có mang một ít hải sản về để ăn. Ôi, chuyến đi có lẽ hôm nay là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những chuyến đi tiếp theo. That's it, Brian.